Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 10 tháng 11 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân ở thôn Quang Xá và thôn Tam Kỳ. Bổ sung vốn cho nhiều dự án. Áp dụng công nghệ và sản xuất hoa kế cảnh. Mất nắp cống cửa ghi bằng thép gây mất an toàn giao thông ở huyện Tiên Lữ. Trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên chưa đạt yêu cầu, nhưng vẫn có những công trình dự án đạt tiến độ tốt được bổ sung vốn. Nghị quyết số 492 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên thông qua tại kỳ họp thứ 22 đã quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, đồng thời phân bổ thêm trên 840 tỷ đồng cho các dự án có khối lượng hoàn thành, dự án đang thi công, dự án chuẩn bị triển khai, dự án mới đủ điều kiện phân bổ vốn. Nguồn bổ sung này chủ yếu cho 9 dự án giao thông với số vốn gần 830 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là dự án đường Tân Phúc - Võng Phan được bổ sung 490 tỷ đồng, nâng tổng số kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án này lên trên 960 tỷ đồng. Dự án đường song hành đường Vành Đai 4 được bổ sung gần 100 tỷ đồng, đường Chính Nghĩa - Phú Cường được bổ sung gần 54 tỷ đồng, bố trí 92 tỷ đồng để khởi công đường DT384B, tức một phần của cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ tương lai. Ngoài ra, một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi và giáo dục đào tạo cũng được bổ sung thêm vốn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thu hút 42 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký gần 570 triệu đô la Mỹ. Trong 42 dự án, chủ yếu là các dự án đầu tư đến từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Như vậy, trên địa bàn tỉnh, các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thứ nhất là Nhật Bản có 176 dự án, vốn đăng ký là 3,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 50,34% tổng vốn đăng ký. Thứ hai là Hàn Quốc có 156 dự án, vốn đăng ký gần 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,21% tổng vốn đăng ký. Thứ ba là Trung Quốc có 157 dự án, vốn đăng ký 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,86% tổng số vốn đăng ký. Cùng với đó, đến nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 195 doanh nghiệp với vốn đầu tư đăng ký 2.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối, điện, nước, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là sẽ kết thúc năm 2024. Đây là thời điểm quan trọng để các doanh nghiệp dệt may ra soát bổ sung giải pháp, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch và đề ra các mục tiêu cho năm 2025. Tổng công ty May Hưng Yên đóng trên địa bàn thành phố Hưng Yên có hơn 1.900 lao động. Thị trường xuất khẩu của công ty chủ yếu là Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc với các sản phẩm chủ lực là jacket, blazer và các loại áo, váy, quần khác. Năm nay, tuy vẫn gặp khó khăn về các đơn hàng và nguồn nhân lực, thế nhưng nhờ những giải pháp thiết thực, tính đến tháng 10 năm 2024, tổng sản lượng của công ty là trên 8 triệu sản phẩm và doanh thu gia công đã đạt hơn 14 triệu đô la Mỹ. Năm 2024 chúng tôi đã vượt 10% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi cũng tăng cường tìm kiếm các đối tác bạn hàng ở các thị trường khác, hạn chế cái rủi ro mà khi mà chúng ta chỉ xuất chủ yếu vào hai cái thị trường lớn là Hoa Kỳ và EU. Đối với các cán bộ công nhân viên ngoài cái phúc lợi được hưởng thì chúng tôi cũng có nhiều cái chính sách khuyến khích động viên. Còn đây là những hình ảnh tại công ty cổ phần May Hưng Long 2 đóng trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Công ty hiện có 800 người lao động, thị trường xuất khẩu chủ yếu là tại Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Bài toán về các đơn hàng và nguồn nhân lực hiện vẫn đang là vấn đề khó khăn nhất tại các doanh nghiệp này. Đơn vị cũng đã triển khai nhiều giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn, tăng năng suất lao động, đảm bảo đời sống của người lao động ngày một nâng cao. Chúng tôi cũng đưa ra một số giải pháp phải đưa cái thiết bị công nghệ cao và cải tạo lại những cái thiết bị mà thấp kém để tăng năng suất lao động, tổ chức làm những cái đơn hàng khó hơn, có giá trị cao hơn để giảm đi giờ chế tạo và sản phẩm. Và cái trị giá một giờ sản phẩm nó tốt hơn. Sau 10 tháng thì đã xuất khẩu ra nước ngoài khoảng 12 triệu sản phẩm, đã đạt được trên 5 triệu đô giá trị CN. Có thể nói từ đầu năm 2024 đến nay, hầu hết lượng đơn hàng của các doanh nghiệp đều tăng từ 20 tới 30% so với cùng thời điểm năm 2023. Đây có thể coi là một tín hiệu khả quan, làm tiền đề để các doanh nghiệp may sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2025. Để đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ,
của đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong các tháng cuối năm 2024. Tổ công tác đề án 06 của tỉnh có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các nhiệm vụ chậm muộn, xây dựng lộ trình khắc phục thời gian chậm muộn và phương pháp giải quyết ngay, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2024. Năm nhiệm vụ trọng tâm của đề án 06 gồm: dịch vụ công, triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNEID, triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, triển khai thực hiện kế hoạch 151 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận được danh tính và dữ liệu. Trong đó riêng về dữ liệu, yêu cầu Sở Tư pháp chủ động tiến hành rà soát lại dữ liệu hộ tịch đã số hóa và phương án đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có dữ liệu phục vụ các thủ tục hành chính liên quan đến dữ liệu hộ tịch như cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID, cắt giảm các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với dữ liệu về đất đai, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục số hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, làm sạch dữ liệu đất đai của tỉnh theo quy định, lấy tiêu chí hoàn thành các chỉ tiêu tiến độ, nhiệm vụ đề án 06 được giao để đánh giá thi đua cuối năm của sở ngành và lãnh đạo đơn vị đó. Thưa quý vị và các bạn, tại các làng nghề sản xuất nông nghiệp, vấn đề chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, theo hướng hiện đại và bền vững. Mặt khác, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp cho người nông dân sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp. Tại các làng nghề trồng hoa cây cảnh của tỉnh Hưng Yên, người nông dân đã bước đầu tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Ghi nhận tại làng nghề trồng hoa cây cảnh, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Gia đình bà Phạm Thị Quyên ở thôn Nhạn Tháp trồng hơn một mẫu quất cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Nếu như trước kia, mỗi ngày gia đình cần huy động nhiều thành viên để chăm sóc và tưới cây, thì nay chỉ cần nhấn nút trên chiếc điều khiển từ xa đã kích hoạt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và phun sương cho cây. Đây là công nghệ tưới cây hiện đại có nguồn gốc từ Israel đã được nhiều hộ trồng quất cảnh ở xã Mễ Sở đầu tư lắp đặt. Công nghệ này vừa giúp giải phóng sức lao động của nông dân, vừa tiết kiệm được lượng nước và phân bón cho cây trồng bằng cách cho phép tưới nước nhỏ giọt từ từ vào tận rễ của cây, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển tốt hơn. Lắp hệ thống tự động rồi bấm tự động được thì sẽ hạn chế được công lao động. Mà làm cây thì nó sẽ được nhiều ruộng vườn hơi, cây nó cũng sẽ đẹp hơn vì nước nó ổn định, mình căn giờ mình bấm bao nhiêu phút thì mình dừng lại. Chỉ đạo các cấp các ngành thì tuyên truyền đến nhân dân tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, như giới thiệu và lắp đặt cái hệ thống tự động tưới nhỏ giọt mà trên cái hệ thống điện thoại thông minh. Khi thực hiện thì có thể là tưới đồng loạt được khoảng cái cánh đồng có thể từ 1.000 đến 2.000 lu. Tại xã Mỹ Sở còn có mô hình trồng hoa lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao của anh Lý Bá Thể. Vườn lan rộng hơn 2.000 m2 của chàng trai 9X này có hệ thống nhà lưới, nhà màng, 5 lớp tre bảo ôn để đảm bảo nhiệt độ trong vườn lan từ 25 đến 30 độ. Cùng với hệ thống làm mát được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho hàng vạn cây lan hồ điệp sinh trưởng và phát triển tốt. Quá trình trồng lan khép kín, từ nhiệt độ ánh sáng đến việc chăm sóc tưới nước cho lan đều kết hợp kinh nghiệm và công nghệ. Mỗi dịp Tết, vườn lan của anh Thể xuất bán hơn 100.000 giò lan hồ điệp, doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm. Chuyển đổi số nó giúp cho ngành nông nghiệp của tôi rất là nhiều, ví dụ như là kiểm soát về nhiệt độ ánh sáng trong nhà lưới, nhà kính. Toàn xã Mỹ Sở có gần 1.000 hộ trồng hoa cây cảnh với tổng diện tích trên 150 ha. Đa số là trồng quất cảnh, bên cạnh thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang phương thức sản xuất tiên tiến, thì việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp đang là mục tiêu hướng đến của chính quyền địa phương và người dân làng nghề hoa cây cảnh xã Mỹ Sở. Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cho sức khỏe, anh Ngô Văn Thông ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động canh tác theo hướng hữu cơ trên toàn bộ diện tích trồng của gia đình. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mô hình đem lại cho gia đình anh doanh thu khoảng 800 triệu đồng một năm. Năm 2003, anh cải tạo vườn tạp của gia đình để trồng cây ăn quả. Đến nay, toàn bộ diện tích gần 3 hectare trồng cam, bưởi và rau màu của gia đình anh đều được chứng nhận Việt Gáp và từng bước được sản xuất theo hướng hữu cơ. Toàn bộ cây trồng được bón bằng phân gà ủ mục,
tận dụng cỏ cắt dưới gốc cây để làm phân. Anh nghiên cứu và điều chế thành công thuốc trừ sâu sinh học bằng các loại thảo dược như ớt, gừng, tỏi để diệt sâu, bệnh hại. Năm 2023, trang trại cho thu trên 10 tấn cam các loại, khoảng 2 vạn quả bưởi và 30 tấn rau củ quả các loại. Do sản phẩm làm ra an toàn, chất lượng thơm ngon nên rất được thị trường ưa chuộng. Giá bán cao hơn các sản phẩm được canh tác theo phương thức thông thường từ 20 đến 35%. Như vậy, tổng doanh thu năm 2023 đạt khoảng 800 triệu đồng. Không chỉ làm giàu, anh Thông còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2022, anh thành lập Hợp tác xã rau củ quả sạch Trang Hân, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất và góp phần tiêu thụ nông sản của các thành viên trong hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, khu dân cư Quang Xá, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa quân dân. Khu dân cư Quang Xá có 550 hộ với trên 1.750 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền đưa cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Đến nay có gần 98% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 18 gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền các cấp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt trên 78 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Tại ngày hội, khu dân cư vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiều gia đình được trao giấy chứng nhận, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền, 14 gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà của Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp. Sáng nay, nhân dân thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 780 năm ngày sinh Đức Thành Hoàng làng Xuân Cầu và kỷ niệm 94 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thôn Tam Kỳ là một trong ba thôn thuộc làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ. Theo thần tích, thần sắc còn lưu lại, Đức Thành Hoàng làng Xuân Cầu, Hoa Kiều Lang Đại Vương sinh ngày 10 tháng 10 năm Giáp Thìn 1244, có tên hiệu là Hoa Kiều Lang, tên húy là Hùng Lang. Thân phụ của ngài là Lê Thuận, thân mẫu là Tô Thị Huyền, người làng Xuân Cầu. Ngài có công phu giúp vua Trần Thái Tông đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông, được các vương triều Trần, Lê, Nguyễn ban tặng 24 sắc phong. Hàng năm người dân thôn Tam Kỳ lại tổ chức lễ dâng hương tri ân vị thần có công với quê hương đất nước. Để tưởng nhớ đến công ơn đức cao dày của Đức Thành Hoàng thì hàng năm dân làng thôn Tam Kỳ là tổ chức các lễ dâng hương nhằm là để khơi dậy cái truyền thống của quê hương, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng tự hào quê hương, từ đó ra sức phấn đấu rèn luyện học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Phát huy truyền thống của cha ông, cán bộ và nhân dân thôn Tam Kỳ ngày nay luôn chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Đến nay, số hộ giàu và hộ khá ngày càng nhiều, hộ có mức sống trung bình giảm, không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thôn Tam Kỳ được đề nghị xét công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Tam Kỳ đã được tổ chức từ nhiều năm nay. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết tình đoàn kết trong cộng đồng. Hiện tại đấy, thì ta thấy là thôn xã của tôi là đổi mới rất nhiều. Đường làng ngõ xóm, rồi cho đến nhà cửa và mức sống của nhân dân, cái sinh hoạt văn hóa của nhân dân cũng ngày một rất cao. Nhân dịp này, các đơn vị đã trao tặng hàng trăm cuốn sách thuộc các đầu sách về văn hóa, lịch sử để góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, cũng như giúp người dân hiểu hơn về lịch sử quê hương, Hưng Yên nói riêng và dân tộc nói chung. Giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng ở trường học. Vì vậy, bên cạnh việc chú trọng hoạt động dạy và học, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh giáo dục bảo vệ môi trường, trong đó mô hình 1 phút vì môi trường góp phần trang bị cho học sinh về kỹ năng hành động một cách hiệu quả. Ngày nào cũng vậy, sau khi kết thúc hoạt động tập thể dục giữa giờ, hiệu lệnh của cô giáo tổng phụ trách vang lên. Học sinh toàn trường, ai vào việc nấy, đều tự giác mang chổi ra quét dọn tại các khu vực hành lang, nhặt rác, dọn cỏ từ các bồn cây quanh sân trường. Chúng em có thể nhặt cỏ, bắt sâu và nhặt rác được giải quanh sân trường. Và điều này thì giúp chúng em có thêm những ý thức để bảo vệ môi trường. Khi mà môi trường luôn xanh sạch đẹp như vậy thì em đều cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui ạ.
là mô hình đã được triển khai, duy trì từ nhiều năm học nhằm thay đổi nhận thức của các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi khi ý thức của học sinh được nâng cao, các em không chỉ là một thành viên tích cực bảo vệ môi trường ở nơi mình học, mà còn là những tuyên truyền viên tuyên truyền tới bạn bè người thân. Vì vậy, cùng với giáo dục văn hóa, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh luôn được nhà trường thực hiện thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức. Các bạn sẽ nhặt rác quanh sân trường, quanh bún cây, và nếu mà sân trường bẩn thì các bạn sẽ quét sân trường. Việc đấy sẽ giúp bọn em hoạt động nhiều hơn, gắn kết với nhau hơn, sẽ giúp mỹ quan trường đẹp hơn và tạo ra một không khí lành mạnh và bổ ích. Chúng em đã thực hiện cái hoạt động là chăm sóc bảo vệ bồn cây. Các thầy cô đã lồng ghép cái chương trình STEM để chúng em có thể tái chế những cái sản phẩm, không chỉ thể hiện cho cái tính sáng tạo của bọn em mà đã còn giúp giảm thiểu những cái rác thải trong môi trường. Nhà trường đã thực hiện việc lồng ghép nội dung giáo dục môi trường đối với các bộ môn trong từng môn học, đặc biệt là những bộ môn liên quan nhiều tới chủ đề về môi trường, ví dụ như khoa học tự nhiên, hoặc là lịch sử, địa lý, hoặc là giáo dục công dân và giáo dục địa phương. Với cái việc làm đồng bộ nhiều biện pháp như vậy thì ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường của học sinh, nhà trường luôn luôn được nhắc nhở. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là điều vô cùng cần thiết, nhất là với lứa tuổi học sinh. Được học tập vui chơi trong một môi trường xanh sạch đẹp an toàn giúp các em càng thêm gắn bó với trường lớp, bạn bè và tạo động lực để thực hiện ước mơ trong tương lai. Trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại, khai thác tài nguyên khoáng sản và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo thống kê, 10 tháng năm 2024, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện 61 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý 25 vụ với số tiền xử phạt gần 350 triệu đồng. Nguyên nhân xử phạt chủ yếu về vi phạm quản lý chất thải nguy hại, chất thải vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn ra môi trường, tiếp nhận chất thải rắn không đúng quy định, khai thác cát trái phép, vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng trong tháng 10, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện 3 vụ vi phạm môi trường, trong đó 2 vụ về an toàn thực phẩm, 1 vụ về khai thác khoáng sản. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, thời gian qua, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực, đối tượng, địa bàn trọng điểm như lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, chế biến và trong nông nghiệp xử lý chất thải. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Tiên Lữ đang gia tăng tình trạng kẻ gian lấy trộm nắp cống và cửa ghi bằng thép. Đáng chú ý, những vị trí nắp cống hoặc cửa ghi bị lấy cắp hầu hết ở những nơi ít người qua lại vào ban đêm. Tình trạng này cần được triệt phá, cũng như việc khắc phục những vị trí nắp cống, cửa ghi bị kẻ gian lấy cắp nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tránh phát sinh ách tắc do rác chui trực tiếp xuống đường thoát nước, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đây là hình ảnh được ghi lại tại khu vực vỉa hè đường DH72, là khu vực phía Tây và phía Nam trường Đại học Thủy lợi, địa bàn xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Hầu hết lắp cống và cửa ghi thu nước bằng thép đã bị kẻ gian lấy mất. Để giảm bớt nguy hiểm, ông Nguyễn Văn Quê, trú tại khu phố mới, xã An Viên, đã phải lấy một số tấm bê tông để che miệng cống lại cho bớt nguy hiểm. Cống từ ở đây mà xuống đến dưới làng là nó lấy hết. Thế là nhà gần đây các cháu đi thể dục buổi sáng với tối. Chúng tôi mấy anh em ở đây bắt đầu phải ra tìm các cái tấm bê tông đậy hết mượt vào từ trên nhà thôi mà xuống đến dưới cổng trường đại học dưới kìa. Tương tự, nhiều vị trí lắp cống và cửa ghi bằng thép tại con đường này đều đã bị kẻ gian lấy trộm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, ban quản lý đền Đậu An đã phải chèn một khúc gỗ vào miệng cửa ghi để đề phòng du khách đến hành hương tại đây bị sa chân. Và đề nghị các cấp có thẩm quyền là khẩn trương cho lắp đặt lại các cái tấm ghi để đảm bảo cái việc giao thông đi lại của nhân dân và du khách thập phương khi đến chiêm bái hành lễ tại di tích. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có đề xuất với ủy ban xã, nếu như trong khi các cấp thẩm quyền mà chưa giải quyết được thì cũng đề nghị là trích cái nguồn vốn quỹ của di tích ra để khắc phục tạm thời. Tình trạng mất lắp cống và cửa ghi tại khu dân cư mới xã Nhật Tân, trung tâm văn hóa huyện Tiên Lữ và khu vực đường nội thị của thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ cũng xảy ra,
khiến cho nhiều vị trí trở thành hiểm họa tiềm ẩn tai nạn cho người và phương tiện đi qua những vị trí cửa ghi, lắp cống mất, làm mất mỹ quan đô thị. Thiết nghĩ để chấm dứt tình trạng mất lắp cống và cửa ghi thì việc lắp camera công cộng, tăng cường tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng công an xã thị trấn của huyện Tiên Lữ nhằm phát hiện, triệt phá, chấm dứt tình trạng trộm cắp tài sản công nói chung, đồng thời đảm bảo kết cấu công trình đường bộ và an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông tại những vị trí trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.